Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Hôm nay thì em quay trở lại để review sản phẩm Neck Acoustic có mã số là FX825 là mã các bác nha. Đây là phần ngoài của nó. Sản phẩm này được đựng trong cái thùng giấy trơn các bác nhé, không phải hàng giấy bóng. Đây là phía ngoài của nó. Rồi, bây giờ em sẽ đặt nó xuống và mở nó ra. Đây là phía trong của nó các bác nhé. Phía trong của nó thì nó sẽ có một cái phiếu hướng dẫn sử dụng có chữ Neck Acoustic. Em sẽ bỏ nó xuống. Tiếp theo nữa, phụ kiện của nó thì nó có một cái rắc nguồn. Rồi là có thêm một cái tu vít để các bác điều chỉnh trên con vàng nhé các bác nhé. Nó chỉ có gọi là hai cái phụ kiện đấy thôi đi kèm. Bây giờ em sẽ mở cái túi bóng ra để cho các bác xem. Ok, thì đây là mặt trước của nó các bác nhé. Em sẽ cho gần lại một chút để các bác nhìn. Thì em sẽ giới thiệu qua về mặt trước của nó một chút. Đầu tiên thì nó sẽ có hai đường mic. Hai đường mic này sử dụng bằng jack 6 ly như các bác cũng đã biết rồi. Đây là cần xoay để điều chỉnh volume tổng của đường mic. Mic 1, mic 2. Mic 1 và mic 3, mic 2 và mic 4. Thì con này nó có 4 đường mic, ở sau phía sau nó có thêm hai đường mic Canon nữa, đường Canon nữa. Tí nữa em sẽ nói qua về đường đằng sau. Trước mắt thì em sẽ nói riêng về đường đằng trước. Tiếp theo nó là cái đường ML và MR, đường nhạc, đường center và đường sub. Đây là những cái nó giống như kiểu cái màn hình hiển thị, nhưng mà nó thuộc cái dòng gọi là LED. Điều chỉnh nó sẽ nhảy theo cái cung điệu của cái bản nhạc mà mình đang chơi. Nó sẽ nhảy. Tiếp theo nữa đây là cái nút FPX, có nghĩa là ký hiệu của cái chống hú. Thì nếu như các bác mà thích chống hú thì các bác ấn vào. Các bác không muốn chống hú thì các bác có thể ấn ra nhé. Đấy. Rồi tiếp theo thì nó sẽ có cái đường gọi là đường echo tổng, có delay, repeat, bass, mid, treble. Đường mic thì có cũng bass, mid và treble. Đường music cũng thế, bass, mid, treble. Bên trên đây thì nó sẽ có tổng là 4 cái đèn. 4 đèn này tương đương với đèn thứ nhất tương đương với USB. Đấy. Đèn thứ hai tương đương với Bluetooth. Đèn thứ ba tương đương với lại cổng quang các bác nhé. Đèn thứ tư tương đương với lại đường AUX ở phía sau. Rồi. Cái input này có nghĩa là điều chỉnh cái mức độ mà mình sử dụng, có nghĩa là một là các bác muốn sử dụng USB thì các bác ấn về đây để điều chỉnh. Thì tí nữa em cắm vào em sẽ hướng dẫn qua về cái vấn đề này. Rồi, đây là vấn đề neck và lùi bài các thứ của USB các bác nhé. Đây, của USB đây. Đấy. Những cái cần cái tu vít này người ta đi theo để cho mình căn chỉnh các cái thông số trên đường music, đường bass, đường mic. Đấy. Thì nói chung là nó cũng đi kèm, thì nó cũng là cái phụ kiện nhỏ nhưng mà đôi khi cũng rất là giá trị các bác nhé. Rồi, còn tiếp theo thì nó sẽ có 3 cái núm màu vàng. Màu đen là echo tổng. Đấy. Echo tổng, mic và music. Phía trên hộp thì nó có in chữ neck dập chìm xuống các bác nhé. Dập chìm xuống đây. Ở bên tay phải thì nó sẽ có một cái tem của hãng. Đấy. Có cả mã vạch luôn nha các bác nhé. Mã code. Bên hông thì nó có thêm một chiếc tem nữa. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ review phía sau cho các bác xem. Phía sau thì đầu tiên thì nó sẽ có một cái rắc nguồn. Bên cạnh rắc nguồn thì nó có một cái công tắc tắt mở. Tiếp theo đó là cái cần anten điều chỉnh, cần anten cho Bluetooth các bác nhé. Đấy. Rồi. Tiếp theo thì ở đây nó là cái đường AUX.
đường hoa sen vào AUX. Bên cạnh nó là cái music để điều chỉnh cái đường AUX to nhỏ, có nghĩa đây là nó là to nhỏ tổng đấy phía sau nhé các bác nhé. Rồi tiếp theo nữa là nó là cái đường cổng quang đấy, đây cổng quang đây. Rồi tiếp theo hai cái núm này thì nó sẽ là đường sắp, đây sắp to nhỏ và cắt tần số của sắp từ 50 Hz cho đến 250 Hz. Đấy. Đây là đường Canon được cắm vào đường sup đây. Bên cạnh là đường center các bác nhé. Đây bên cạnh đây là đường center. Bên cạnh đây là đường center. Và đường center này nó cho thêm một cái nút để điều chỉnh. Một là lấy nguyên đường mic, hai là lấy luôn lấy nguyên music đấy. Ví dụ như là music thì ấn vào mà mic thì nhả ra. Rồi. Thì nó vẫn có cái đường rise và led. Đấy. Có nghĩa là đường ra. Bên này thì nó có thêm hai đường hoa sen, đường L và đường R để truyền tín hiệu sang cho các thiết bị khác các bác nhé. Và nó cũng kèm thêm một cái volume tổng để điều chỉnh đường mic, volume mic. Đấy. Hoặc hỗ trợ thêm một đường jack 6 ly phía sau. Và đây là đường hai đường jack Canon để các bác có thể điều chỉnh, cắm để điều chỉnh. Đấy. Ok, vậy như vậy là lượn qua một vòng của con nick này thì con nick này là con nick hàng của Trung Quốc các bác nhé, không phải hàng hãng đâu, nhưng nó là Trung Quốc hàng loại 1. Đấy, thì các bác nhìn qua. Còn hàng hãng thì nhìn nó còn chất hơn các bác nhé. Nhưng mà Trung Quốc hàng loại 1 thì nó khi mà các bác hát ấy thì như em đánh giá em đã hát từ con này rồi, là so với tâm thiền thì quá ok các bác nhé. Ok, bây giờ em sẽ mở nắp cho các bác xem nha các bác nha. Thì trong cái quá trình vừa rồi thì bên em đã mở tất cả con ốc ra trước rồi. Thì nói qua về cái con ốc của nó một chút. Thì tất cả các con ốc này nó đều làm bằng cái lục giác các bác nhé. Đấy, con to con nhỏ đều làm bằng lục giác ấy. Rồi. Bây giờ em sẽ mở nắp cho các bác xem. Ok. Toàn bộ là một màu đen. Đấy. Anh giữ nguyên cam lại để em nâng lên cho để cho các bác ấy nhìn. Nhìn như này thì các bác đã từng va con vang này rồi thì các bác sẽ hiểu đây là cái con hàng loại 1 hay hàng loại 2 các bác nhá. Thì loại 1 hay loại 2 Trung Quốc thôi các bác nhá, chứ không phải là đừng so sánh với hàng hãng. Con này là hàng của Trung Quốc. Đấy. Ok. Em muốn quay qua một chút để cho các bác nhìn thôi. Còn bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần music và phần hát nha các bác nhé. Ok các bác. Thì đây là cái tủ thiết bị của em nha các bác nhé. Đấy. Thì hiện tại thì phía dưới này anh quay xa một chút. Cái phía dưới này nó là cái con công suất 4 kênh BWK8. Con này là được 800W nhân 4 kênh. Mỗi một kênh này là được 800W. Tiếp theo nó là cái bộ chi nguồn. Tiếp theo nữa nó là nhân vật chính ngày hôm nay là Neck Acoustic FX825 mã. Đây là con này. Và trên nữa là cái con UGX21. Thì em sẽ review qua một chút về cái con mic UGX21 này. Thì nó là cái sản phẩm được khách hàng feedback lại là sản phẩm cũng khá là ok các bác nhé. Thứ nhất là về hình thức, thứ hai nữa là mẫu mã, thứ ba nữa là cái tiếng, thứ bốn nữa là giá. Thì nó ở cái phân khúc vừa tiền tầm hơn 2 triệu một chút các bác nhé. Trên một bộ mic này thì nó khá ổn so với tầm tiền các bác nhé, với một cái sản phẩm như thế này. Rồi quay trở lại với cái con vang cơ này, thì em muốn nói qua về cái đường đầu tiên nó là cái đường mic các bác nhé. Đường này là đường mic 1, đây là đường mic 2. Thì đây là jack 6 ly của đường mic không dây này. Em sẽ cắm xuống đường mic 1. Trên này nó là cái volume tổng to nhỏ của đường mic 1 và đường mic 2. Đấy. Bên cạnh nó là đường ML và MR. Cái này là biểu, cái này nó là cái đèn LED để hiển thị cái đường mic coi nhá. Đây ví dụ em sẽ bật cái đường mic lên alo thử cho các bác nghe thử. Thì cái đường ML và MR này nó sẽ lên. Thì em sẽ quay cái này. Em sẽ alo thử nhá. Hello.
Rồi tiếp theo là đường center và đường sub. Rồi. À, bên cạnh nó thì như lúc nãy em đã nói rồi, đây nó là cái đường chống hú. Nếu các bác thích chống hú thì các bác ấn vào thì nó sẽ có màn hình hiển thị. À, nó sẽ có cái đèn báo. Đấy. Các bác không muốn thì các bác có thể nhả ra thì nó sẽ mất cái đèn báo. Rồi tiếp theo nó là cái những cái quan trọng này. Đây, cái này là cái phần mà nhiều bác mua về là hay bị dính chưởng nhất. Có nghĩa là các bác cứ nghĩ rằng cắm đường dây AV vào phía sau thì sẽ có thể sử dụng luôn. Nhưng không, nó sẽ có ở những cái chế độ USB, Bluetooth, cổng quang và AUX. AUX là đường hoa sen. Thì hiện tại em đang ở đường AUX. Đấy, em sẽ cho nhạc lên một đoạn nhạc để cho các thử luôn cho các bác nghe. Đây, hiện tại thì nhạc nó đang sử dụng được các bác nhé. Ok, bây giờ em sẽ chuyển sang cái đường USB. Đấy, Bluetooth, em sẽ chuyển ra đường Bluetooth. Thì khi nào có USB ấy, thì cắm vào nó sẽ tự nhận các bác nhé. Cái đường Bluetooth này thì các bác có thể kết nối qua điện thoại được các bác nhé. Rồi. Đấy. Thì rõ ràng rồi thì nó sẽ từ đang đường AUX thì nó chuyển sang đường Bluetooth thì sẽ không thể lên được nhạc. Rồi. Và ấn tiếp thì nó sẽ sang đường cổng quang các bác nhé. Còn em thì em đang sử dụng bằng dây AV đường AUX thì em sẽ chuyển về đường AUX. Các bác phải lưu ý cái vấn đề này nha các bác nhé. Đây là nút điều chỉnh lên xuống ở trong cái USB mà các bác muốn điều chỉnh bài hát hoặc một số cái gì đấy ở trong USB mà các bác có thể điều chỉnh ở hai cái nút này. Rồi. Rồi, đây là phần echo tổng. Đây là đường mic. Đường mic cho to nhỏ của đường mic này. Đây là đường to nhỏ của music. Rồi. Nôm na đây là phía phần ngoài của cái con vanker này. Rồi tiếp theo thì để đánh giá thêm về phần đường mic của nó thì bây giờ em sẽ hát thử một bát. Em sẽ hát thử một bài hát để cho các bác cảm nhận về cái đường cái con neck này nó sẽ như thế nào nha các bác nhé. Hello. Em sẽ chọn một bài hát. Rồi. Em sẽ alo thử cho bác nghe nhé. Một hai bảy sáu một hai ba bốn năm. Rồi em sẽ hát nha. Lớp 1, 2, 5 6, 7, 5 Go.
nhớ hoài nhớ. Ok, em muốn dạo một chút cái bản làm sao để cho nó được cái tiếng mic nó ok nhất, để cho các cảm nhận được cái đường mic của nó khi mà cái con, thực ra thì trong tất cả các dòng vang ấy, cái mà ok nhất mà người sử dụng muốn tốt nhất có nghĩa là không chỉ là nguyên đường music, có nghĩa là còn thêm đường mic là đường để các bác hát karaoke, thì em muốn dạo qua một cái đoạn nhỏ của cái ca khúc Nhỏ ơi này, để cho các bác làm sao là khi mà các bác nghe qua tai nghe được thì là rất là tốt các bác nhé, thì nó sẽ được cái chất âm nó ổn hơn. Đấy, thì chắc cũng không còn cái gì nữa rồi, thì video em cũng đến đây là kết thúc. Các bác cảm thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.